Chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Ghế Nhật Trần Sơn. Song song với những cái ghế massage VIP thì bên em Sơn thì vẫn luôn có những cái mẫu ghế massage bình dân để phục vụ đa dạng cái nhu cầu cũng như là cái khả năng tài chính của tất cả mọi người. Với những bác mà điều kiện có nhiều tiền thì sở hữu những cái con ghế đập hộp thì tất nhiên rồi. Còn nếu mà bác nào mà tài chính nó vẫn là nhiều ấy, nhưng mà không mua được những cái bản đập hộp thì mua hàng lướt thì vẫn là một cái sự lựa chọn tối ưu. Còn với những bác nào mà tài chính, những cái bác nào ở vùng những cái vùng nông thôn hoặc những bác nào mà tiền lương hưu ấy nó hơi hạn chế mà vẫn muốn sở hữu cho mình một cái con ghế nó đầy đủ tính năng và giúp trị liệu thì có thể tham khảo cái con Nationale 3500 này. Đây là một cái mẫu ghế nó được coi là những cái mẫu ghế nồi đồng cuối đá huyền thoại của dòng Nationale, được bán rất chạy trong nhiều năm và rất là nhiều các bác quan tâm và mua về sử dụng. Cái ưu điểm của dòng Nationale này thì mọi người có thể thấy là cái chất da của nó thì thực sự là quá là huyền thoại luôn. Nó huyền thoại từ chất da cho đến động cơ đến máy. Rồi cái tính năng của nó thì cũng không thể chê vào đâu được. Đó. Những cái sản phẩm mặc dù là đã trải qua nhiều năm rồi. Nhưng mà cái chất lượng của nó thì cũng không hề bị thay đổi, chất lượng của nó vẫn cứ là đẳng cấp. Nó đây FP350 nó vẫn là điện 100V công suất 200W nhá, Made in Japan này. Đấy, cái con này thì cái đặc biệt của nó nữa, nó là cái chức năng bấm huyệt. Cái chức năng bấm huyệt của con này thì ở những cái bản đời khác ấy, thì không có nào nó bấm bằng những cái đời 3500 này đâu. Cái bấm huyệt của nó cực tốt, cái bấm huyệt là nó sử dụng cái túi khí dài ấy, nó bơm, nó bấm vào phần sau lưng của mình ấy. Rất là sướng luôn. Đó. Cái con này thì mọi người có thể thấy là cái tình trạng của nó thì nó còn khoảng độ 90% nhé. Tình trạng nó còn khoảng 90%, tất cả vẫn là nguyên bản 100% và đã kiểm tra và test là hoạt động rất là ổn định. Cái dòng này nếu mà có vấn đề gì đi chăng nữa thì cũng rất là dễ sửa chữa, chứ nó không quá phức tạp. Đây cái điều khiển của nó này, điều khiển còn rất là mới này. Điều khiển rất là mới nhé. Chức năng thì dễ sử dụng. Cái chân này thì khi mà mình hạ xuống ấy thì cái khúc này thì nó sẽ là bóp bàn chân, còn khi mình nâng lên hết cỡ thì nó lại thành cả hai cái khúc này nó thành bóp bắp chân nhé. Đó. Đấy, mình bấm một lần nữa thì chân nó sẽ hạ xuống. Ở phân khúc giá nó trên 20 triệu ấy, trên 20 và dưới 30 triệu ấy, thì đây đúng là một trong những lựa chọn hoàn hảo cho mọi người. Đây mình chọn lấy một bài. Đấy. Bình thường nhé, bình thường mình nó sẽ là bóp bàn chân. Còn nếu mà mình nâng lên hết cỡ thì nó sẽ là bóp cái bắp chân luôn. Đấy, lưng hết cỡ thì nó sẽ thành bóp cái bắp chân. Nó đang hướng dẫn bằng tiếng Nhật nhé. Bản này thì nó có cả rung lưng này, rung mông nhé, kết hợp cả rung này.
tay thì để đây bom này. Đó. Mình tăng giảm lực nhé, tăng giảm lực. Đây, di chuyển con lăn, di chuyển vị trí con lăn và mở rộng cái con lăn ra này. Đó. Chỉnh lực túi khí nhé, chỉnh lực túi khí nào. Đó. Chỉnh lực con lăn nhé, con lăn lực túi khí này. Mình chỉnh lực lên rồi nó bóp rất căng. À, nó đang rung cả dưới mông luôn. Con này là nó sản xuất năm 2005 mọi người nhé. 2005. Nếu mà đời thì thực sự đời nó cũng khá là sâu. Nhưng mọi người có thể thấy là cái con này dùng tương đối ít. Các cái phím bấm này vẫn còn sáng này, điều khiển sáng này, không có bị chầy xước này. Điều khiển rất là mới, điều khiển rất là mới, không bị chầy xước, sử dụng ít. Các cái chức năng này test thì hoạt động rất là ok, màn hình hiển thị rõ nét. Đó, đây nó đang thực hiện bấm huyệt, bấm huyệt này, bấm huyệt này. Đây, có lăn này. Này nó đang đưa con lan này vào và nó đang bấm huyệt này. Ở phần rãnh này thì nó khuyết, nó không có ra. Đó. Thực ra là nếu mà mua cái hàng nội địa của Nhật như thế này, đã qua sử dụng như thế này mà để mà đòi hỏi tuyệt đối 100% thì cũng hơi là khó, nhưng mà ở cái mức mà chấp nhận được. Ví dụ như mọi người có thể thấy là cái con ghế này tất cả nó còn lành lặn và cái độ xước sát nó ít nhất thì nó vẫn được. Còn ví dụ mà nó có một vết gì đó nhỏ nhỏ thì nói thực sự là anh em cũng phải linh động thôi. Với nhiều bác mà có em bán ghế, có những bác mang kính lúp ra soi thì cũng là bó tay luôn, mang kính lúp ra soi từng tí một thì cũng chịu luôn. Đấy, nếu mà mang một con ghế mới đập hộp ra soi còn có khi còn có vết đấy chứ đừng nói gì hàng đã qua sử dụng rồi. Còn mình nhìn đây là tổng thể đây, ở cái mức chấp nhận được mọi người thấy này. Đấy, da tất cả nó còn ngon này. Đấy, da này. À, như thế này được rồi, thế này là quá ổn rồi. Đấy, quá ổn này. Đấy, là tiên là em này thì giá của em ấy là chỉ có 26 triệu thôi. Đấy, bao ship toàn quốc cho các anh chị. Đấy, giá rất là tốt, chỉ có 26 triệu là các anh chị đã sở hữu ngay được một con ghế Nhật made in Japan, dùng cực kỳ là bền và lành. À, rất hiếm khi bị lỗi nhé. Đấy, anh chị em nào mà quan tâm thích cái mẫu này thì liên hệ với em qua số điện thoại 0964 480666 nhé. Đấy, em Sơn, chuyên ghế massage nội địa Nhật. Cảm ơn mọi người.